Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tuyến nội dung tài chính cá nhân của FinPix. Đạt được tự do tài chính hiện đang là ước mơ và mục tiêu của rất nhiều người, và mong rằng là thông qua những cái cuộc trò chuyện và trao đổi như thế này thì mọi người có thể có thêm cho mình những cái gợi ý, những lời khuyên bổ ích từ chuyên gia để chúng ta vun đắp cho cái hành trình tự do tài chính của mình một cách hiệu quả và bình an hơn. Mình là anh Phương, host của chương trình, và ngày hôm nay đồng hành với anh Phương trong tập đầu tiên của năm mới, cũng là mở đầu cái series tự do tài chính này luôn, chính là anh Nguyễn Tuấn Anh, founder của FinPix. Xin chào anh Phương, xin chào tất cả mọi người. Đúng như anh Phương chia sẻ là cái một trong những cái mơ ước của Tuấn Anh là hy vọng rằng là đóng góp một phần rất là nhỏ bé thôi vào cái hành trình mà anh chị em có thể đến được với cái tự do tài chính một cách gọi là sớm nhất có thể. Với cái chủ đề về mục tiêu thu nhập ngày hôm nay thì ai đi làm mà chẳng muốn được tăng lương, đúng không ạ? Thì em muốn hỏi một chút là với những cái mục tiêu mà mình rất là thường thấy, như là tôi muốn năm nay thu nhập tăng 20%, tôi muốn năm nay lương của tôi tăng lên 20-30 triệu, hoặc là tôi muốn thăng chức chẳng hạn, thì nó là những cái mục tiêu rất là phổ biến bây giờ về thu nhập rồi. Và thế thì anh Tuấn Anh đã từng đặt cho mình những cái mục tiêu như vậy chưa ạ? Chắc chắn rồi, ở một giai đoạn nào đó thì chúng ta đều có những cái mong muốn tăng thu nhập, và cái mong muốn đấy hoàn toàn là chính đáng. Ngay cả ở tại chính FinPix, bản thân anh cũng rất là mong muốn rằng là mọi người càng ngày càng cải thiện cái mức thu nhập của mình. Lý do tại sao là như vậy? Bởi vì quan điểm của anh rằng là cái giá trị của chúng ta cống hiến càng lớn thì chúng ta càng xứng đáng được cái mức thu nhập của mình càng lớn, và cái mối quan hệ này là mối quan hệ hai chiều tương xứng. Cái việc mà làm việc trong cái nghề tài chính thì cho anh được một cái sự một cái nhìn thấy được cái điều đó, tức là chúng ta cứ làm tốt đi đã, và chúng ta phải tự tìm cái cách nào đó để định lượng được cái sự tốt của mình làm việc. Ví dụ nghề của anh là sự tốt của anh làm việc là gì, là thành công hơn so với chỉ số index. Có rất nhiều cách đo lường khác nhau, nhưng mà cái kết quả cuối cùng rằng là nếu mà mình thật sự mình tạo ra giá trị tốt thì cái phần thưởng nó tự nhiên nó đến. Khi mà có kết quả thì mình sẽ phải thông minh tìm cái cách truyền đạt cái kết quả đấy khác nhau dành cho cái người thụ hưởng của mình, thì lúc đó người ta mới nhận được cái chân giá trị đó. Các bạn không thể nào mà làm việc tốt sao các bạn để đấy là người tốt sẽ được đón nhận việc tốt, nhưng mà người tốt không làm gì cả. Sau khi việc tốt đã hoàn thành, người tốt đấy vẫn phải trình bày với khách hàng rằng là cái sự tốt của tôi ở tốt ở cấp độ này, cấp độ kia. Ví dụ như anh trình bày khách hàng của anh là anh đang tốt ở cấp độ này so với thị trường, so với chính anh chị ở trong quá khứ, so với những cái người đã cung cấp sản phẩm dịch vụ khác, thì anh chị có thấy có nhận xét gì về cái hoạt động, về cái kết quả làm việc của em ở quá khứ này không? Nếu anh chị thấy hài lòng thì anh chị đánh dấu hài lòng cho em chẳng hạn như thế. Giống như ở em đi Grab ở Uber chẳng hạn như thế. Thế thì khi đó thì khách hàng được cảnh tỉnh, à thằng này nó làm tốt ở mức độ tương đối nào đấy, thì họ tự thấy rằng là biết đâu đây họ thưởng cho mình. Hoặc là lần sau mình có thể thương thảo về chuyện là tăng cái phần phí mình thu ấy. Nó cũng rất là có cơ sở, đúng không em? Vậy thì sau tất cả những cái trải nghiệm của anh trong cái quá trình đi làm và mình tăng thu nhập với một cái mindset như vậy, thì cho đến hiện tại, thì để một cách dễ hiểu nhất, thì theo anh Tuấn Anh, một mục tiêu thu nhập đúng, một mục tiêu thu nhập mà hợp lý, thì nó sẽ phải trông như thế nào, nó sẽ có hình thù như thế nào? Thứ nhất là anh luôn luôn quan, nếu mà đã gọi là thế giới vật chất hay gọi là thu nhập đi là một cái điển hình, thì anh nghĩ là việc đầu tiên thì phải là biết mình, biết người trong trận trăm thắng. Mình biết mình đang ở đâu trong cái landscape chung của cái nghề của mình. Mình biết vị thế của mình đang ở vị trí số mấy, thì đương nhiên mình cũng biết luôn đấy là cái thu nhập bình quân của những cái người ở cùng cái range của cùng cái khu vực của mình họ đang là bao nhiêu. Cái việc mà định vị được các bạn đang ở chỗ nào và đang là bao nhiêu là cực kỳ quan trọng. Nó cho bạn, chính bạn thấy là bạn đặt mình ở trong cái sân chơi nào. Ví dụ như là Tuấn Anh mà đặt cho mình ở một cái sân chơi là sân chơi tư vấn đầu tư chứng khoán, thì Tuấn Anh đang đặt mình ở vị thế khác. Nhưng mà cùng với người tên là Tuấn Anh này thì Tuấn Anh lại đang đặt mình ở vị thế rằng là người giảng dạy cách đầu tư chứng khoán thì lại là một cái vị thế khác. Vậy thì hãy rất cẩn trọng trong việc mình đặt cho mình ở cái mức nào. Đây cũng là cái nguồn cội của việc tại sao một số nước, các bạn sẽ thấy rằng là một số nước bị kẹt ở mức thu nhập trung bình. Là bởi vì sao? Khi mà chúng ta đặt cái góc nhìn của chúng ta ở một cái tác độ như thế, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta cấp độ trung bình rồi, và đạt như thế này là thỏa mãn, là hài lòng, là trung bình rồi, thì tự nhiên cái áp lực hoặc là cái motivation, cái động lực để chúng ta tiến lên phía trước thì nó bị hạn chế lại. Và theo anh thì cái việc mà định vị mình là cái việc thuộc lại cái việc rất là khó. Cái thứ hai ấy, nó là liên quan đến gọi là tốc độ tăng trưởng. Cái việc đặt cái G đấy, chúng ta khi mà bước một mà chúng ta định vị được bản thân tương đối tốt rồi, thì chúng ta sẽ nhìn thấy khoảng gap để chúng ta tăng trưởng. Ví dụ như là thế này,
Tuấn Anh mà cá nhân anh mà anh nhìn thấy rằng là anh chọn một cái sân chơi là sân chơi chứng khoán. Trước anh là rất nhiều người phân tích cơ bản, họ học kinh tế, họ các thứ, thì anh nhận thấy là ủa cái sân chơi này đối với anh hay. Em biết lý do tại sao? Vì các bạn đấy là các bạn học kinh tế. Anh thấy một cái lợi thế cạnh tranh của anh rất đặc thù, đấy là tài chính có rất nhiều số và anh rất là familiar với số. Anh rất là cảm thấy thoải mái với tất cả các con số. Anh không bị rào cản khó khăn gì trong việc giao tiếp với số cả. Anh có thể cảm nhận tỷ lệ ít, tỷ lệ nhiều, hàm mũ, các loại hàm số chẳng hạn như thế. Anh cảm thấy rất là thoải mái. Anh cảm thấy đấy là năng lực cạnh tranh của anh. Và tại cái năng lực cạnh tranh đấy thì nó cho mình hình dung là cái độ gọi là tăng trưởng của mình sẽ nhanh hơn tương đối so với các bạn khác. Thì ở đây chúng ta đang nói đến luận điểm thứ hai là luận điểm là tăng trưởng. Chúng ta phải nhìn thấy năng lực cạnh tranh của chúng ta tương đối và chúng ta thấy rằng là đây là cái nền của tôi nhưng đây là khu vực tăng trưởng của tôi. Anh nghĩ là bạn chỉ cần có một cái nền bình thường thôi, nhưng mà bạn có tăng trưởng tốt thì một hồi sau bạn sẽ thấy là bạn là top của cái phân khúc nhỏ đấy và bạn tăng trưởng rất là tốt. Đừng hy vọng một cái nền quá cao. Ví dụ em mới ra trường, em chọn một cái mức lương khởi điểm lên tận 15 triệu chẳng hạn, là ngay lập tức cái business họ sẽ yêu cầu em làm những cái công việc mà rất là define, rất là tiêu chuẩn, rất là cố định. Cái đó làm cho bạn có mức lương cao ngay từ đầu, nhưng xin lỗi các bạn rằng là tại cái khu vực mà thị trường đã define cố định đấy thì cái tăng trưởng G của bạn sẽ là rất là thấp. Vậy thì chiến lược của chúng ta là chúng ta phải cân nhắc cả hai, vừa cân nhắc là mức đầu để chúng ta có một cái chỗ đứng, và thứ hai là phải cân nhắc là G của chúng ta có cao không. Đặc biệt những người trẻ nên chọn những khu vực làm việc làm sao mà tăng trưởng lớn nhất. Và kinh nghiệm của anh khi mà nhìn tăng trưởng lớn nhất thì anh thấy là sẽ có hai điểm cực kỳ quan trọng. Đấy là tăng trưởng lớn nhất khi mà chúng ta phải được làm đúng cái lĩnh vực quan trọng nhất của chỗ mà chúng ta đăng ký đi làm. Ví dụ như là anh Vương thích truyền thông và thích truyền thông về tài chính, thì FinPeace là một đơn vị thiên hướng là thế. Đây là việc rất quan trọng của FinPeace. Thì anh thấy là khá nhiều bạn trẻ do chọn cái khởi điểm lương cao mà quên đi cái tăng trưởng trong tương lai của cái nghề đó, nên bạn bị mất đi cái khả năng mà thu nhập cao trong tương lai. Điểm cuối cùng đấy là cái mức đỉnh của thu nhập. Thường thì các bạn sẽ xem cái đỉnh trước. Cái này thì ba cái luận điểm anh đưa ra thì để mọi người thấy rằng là trong quan điểm của anh ấy thì cái đỉnh nên xem là cái cuối. Chúng ta vẫn phải hiểu bản thân chúng ta trước. Một sai lầm khi bạn quan tâm đến đỉnh quá ấy, là các bạn sẽ bị gò mình vào cái gọi là fixed mindset. Mình bắt chước đúng cái gọi là idol của chúng ta, đúng cái chân dung đấy của chúng ta. Và cái điểm sai lầm nhất là khi chúng ta bắt chước, thật sự bắt chước vào cái idol đấy thì chúng ta sẽ bị fix theo con đường của họ. Chúng ta đánh mất đi bản thân mình. Chính xác, nó mất đi cái bản thân em. Idol đó chỉ là mình phải phân tích cái idol đấy ra và mình chỉ bắt chước một phần, chứ mình không thể bắt chước tất cả được. Vậy thì tức là ngay từ ban đầu cái việc phát triển bản thân, cái việc tìm hiểu cái ngành nào là cái ngành mà mình đam mê, mà mình muốn gắn bó, thì là một cái như kiểu một cái nhiệm vụ bắt buộc trước khi mình muốn tăng thu nhập, đúng không ạ? Đúng rồi. Thứ nhất là cái kết quả công việc mà bạn đang thử ấy, để bạn có thích không? Nếu như mà mình cảm thấy mình không có được gì, chứng tỏ là cái khu vực đấy mình thích, nhưng câu hỏi là mình có làm được không? Mình thích nhưng mình không làm được, thì cái đấy là cố chấp. Mình không thể nào nói là mình thích cái này, bảo mình thích cái gì, mình thích nhiều thứ lắm anh Phượng. Cái thứ mình thích ấy, thì nhiều lắm, nhưng mà phải vừa đạt được cái thế mình thích. Nhưng mà mình phải có lực, mình phù hợp, mình chọn thứ mình thích, mình không phù hợp, mình không có năng lực, thì anh nghĩ là khó. Và cái thứ ba mà anh thấy là quan trọng đấy là anh nghĩ là khi mình hiểu khai ghi đây rồi thì mình sẽ có một cái khoảnh khắc nào đấy mà tự nhiên hai cái vừa Tuấn Anh vừa nói nó hợp thành một, tức là nó cảm giác thăng hoa ở trong việc đấy. Đấy là anh nghĩ là mọi người nên cố gắng kéo dài những cái thăng hoa đấy, và đấy là một cái sự may mắn cho một số các bạn là bạn có thể chạm được vào cái việc mà bạn cực kỳ thích, bạn cực kỳ có năng lực, và lúc đấy bạn thấy có kết quả nữa đấy, đúng không? Hai cái đấy nó hợp lại, bạn được hưởng thụ cái trái ngọt đấy, cái kết quả đấy thì rất là sướng. Và lúc đó trở đi là coi như là em làm chủ cuộc đời đấy, tức là em cứ việc đấy là không phải nghĩ gì luôn. Em nghĩ là cái quá trình thử đấy nó sẽ không thể diễn ra trong ngày một ngày hai được, có người sẽ phải mất đến rất là nhiều năm, đúng không ạ? Quay trở lại cái câu chuyện thu nhập, thì bình thường ở các cái công ty bây giờ thì theo em được biết thì là mọi người sẽ thường review lương, có những cái đợt xét tuyển tăng lương từ khoảng 6 tháng một lần hoặc là 12 tháng một lần. Thì em muốn hỏi một chút, thì với những cái khoảng thời gian ngắn như vậy, như kiểu 6 tháng, cố gắng 6 tháng đến đợt review lương, cố gắng 1 năm đến đợt được xét tăng lương chẳng hạn, thì những cái mục tiêu thu nhập nhỏ hơn như vậy thì nó cần
phải như thế nào, mình sẽ đặt những cái mục tiêu nhỏ hơn như vậy như thế nào để mà nó vẫn đáp ứng được cái mục tiêu về mặt vật chất, tiền bạc ở cái lúc đấy, và nó vẫn không đi chạch ra khỏi cái con đường mà mình đang đi tìm sự nghiệp ạ? Đấy chính xác là một cái lo lắng của khá là nhiều người. Và anh nghĩ là mọi người đang hơi bị double lo lắng cùng một lúc. Việc đó nên tách ra thành hai. Có nghĩa là anh rất là cổ vũ mọi người hãy làm tối đa cho cái ngắn hạn đi. Bởi vì sao? Bởi vì khi bạn làm tối đa ngắn hạn, bạn tạm quên cái dài hạn đi một lúc đi, một lúc thôi. Một tháng đi chẳng hạn, hai ba tháng đi. Bạn hãy làm tối đa cái đấy đi và bạn sẽ đạt được một cái ngưỡng gọi là tối đa top notch cho cái vấn đề đấy đi đã. Đừng có lo lắng về chuyện rằng là mình có đi lệch hay không. Bởi vì giả sử như anh Phương chọn một cái skill mà cần upgrade, cần tăng trưởng ở trong khu vực cái năm đó, thì khi mà em đạt càng nhanh đến cái ngưỡng tối đa, tối đa kể cả về sức lực của chính bản thân mình nhá, tối đa cả về cái góc độ là cái của cái nghề đó, thì tự nhiên sẽ cho một cái sự hiểu biết, cho em một cái sự hiểu biết rằng là à, thứ nhất mình có hợp cái đấy không, mình cố gắng hết sức rồi mà cái kết quả của nó hoàn toàn không như mình mong muốn, chứng tỏ là chết rồi, có vẻ như là cái cơ thể này, cái thuộc tính của mình nó không hợp cái này. Nhưng ít nhất mình đã đổ mồ hôi, đổ nước mắt, đổ máu cho cái nghề đó hẳn một cái thời gian nhất định. Thì tự nhiên mình sẽ chạm được một cái cảm giác thăng hoa. Nhưng mà thăng hoa ở đây không phải đương nhiên là thăng hoa ở đây là chỉ mình hài lòng về cái nỗ lực của chính bản thân mình thôi. Anh sợ là sợ bạn, các bạn trung dung, tức là các bạn để cái phần overlapping đấy, các bạn nghĩ rằng là mình cũng chưa biết, mình chưa biết là mình thử thế thôi. Mình thử thôi, mình cũng chưa biết là cái thử này nó có dài hạn được với mình không. Thì cái thử đấy là một cái thử ở dạng loose, dạng không tối đa ấy. Nghĩa là nó sẽ tốn thời gian của mình. Ừ thì nó cực kỳ tốn, bởi vì bạn đã thử rồi thì bạn hãy thử tối đa đi nào, chơi thử hết cỡ với cái cỡ của mình có thể chơi được. Và khi mà bạn chơi hết cỡ rồi, bạn nhận ra rằng là cái này nó không phù hợp, ok, tốt thôi, không có vấn đề gì cả, đúng không?